trong bối cảnh doanh nghiệp hiện nay thì trí tuệ cảm xúc nó đóng rất quyết định. Bình thường nó đã quyết định, thì bây giờ em muốn đưa cảm xúc của em về trạng thái thông minh cảm xúc chứ không phải cảm xúc ngu đần. Tôi sẽ chiều các anh chị nâng trí tuệ cảm xúc của lãnh đạo, tức là cảm xúc nhưng phải thông minh. Thì nói cho nó thật ngắn thì nó gồm những thành tố sau đây. Ý số 1. Một thực tế là, thôi đừng giải thích lý luận nữa cho nó mệt chứ. Người thông minh IQ, tức là thông minh trí tuệ, khi lên làm lãnh đạo thất bại rất nhiều. Thỉnh thoảng có thằng vừa thông minh IQ vừa thông minh EQ thì mới thắng. Chứ chỉ thất bại, chỉ thông minh IQ không là thua. Đặc biệt cái nghề giảng của tôi, vì mày làm việc với con người thì lãnh đạo cũng thế. Một thực tế tiếp theo, một người có trình độ IQ trung bình mà lại thành công, thế mới lạ chứ, đầy rẫy mà chủ yếu là những người này. Điều đó cho thấy IQ mang lại tính khoa học, còn EQ thì mang lại tính nghệ thuật. Lãnh đạo là một nghệ thuật, mày muốn nghệ thuật thì mày phải dùng EQ, tức là thông minh cảm xúc. Đấy. Và kết quả thằng nào nghệ thuật thằng ấy ăn, chứ không phải thằng khoa học ăn. Trong cái điều kiện mày dùng khoa học mày chết. Tôi nói lại, tôi có cái máy tính trong tay thì bất kể lĩnh vực nào các bạn cũng đừng lòe tôi. Thằng bác sĩ mà không tu luyện, tôi gõ cho hai gõ ngồi trước mặt tôi chỉ có điếc. Mày dọa tao gì? Nhưng có mày cái mày dọa tao được là không hiểu sao tao làm việc với mày, tao thích làm lắm. Thì đó là thông minh ở kiểu. Và người ta kết luận một cách rõ ràng rằng kẻ nào EQ thắng thì kẻ đó thắng. Đừng có mang IQ ra đây. IQ là bổ trợ. Ý thứ hai, tuyệt đối không được phủ nhận IQ, tức là trí tuệ các bạn ạ, à, tức là tính khoa học. Nhưng tuyệt đối không được tuyệt đối hóa nó. Thì cái mệnh đề nó kết luận như vậy các bạn ạ, à, không phủ nhận tính IQ vì nó mang lại tính khoa học. Nhưng người thành công nhất trên mọi lĩnh vực luôn, đặc biệt người ở cấp cao, thì thành công lại ở EQ. Lãnh đạo EQ là vậy. Tức là màu nghệ thuật nó đánh bại cái màu khoa học. Thực tế nó chứng minh rất là rõ, càng lên cao thì càng phải EQ. Chỉ số cảm xúc EQ các bạn ạ, thể hiện ở 5 yếu tố sau đây. Kẻ nào có đủ 5 yếu tố sau đây, cột 1, thì kẻ đó rất thông minh cảm xúc. Mà không có thì đó là cảm xúc ngu xuẩn. Nó sai từ đầu chí cuối, lấy vợ, lấy chồng, cám ơn, cám đồ, thái độ với thầy, với bạn chất lấc hết. Bởi vì nó dựa trên nền tảng cảm xúc. Định nghĩa của yếu tố biểu hiện ra bên ngoài nó thế nào đây. Và cột cuối cùng, ví dụ tận tình thế gì đấy, học học loài mắt trưởng thành như thế mà cuối cùng không đóng tiền học. Vậy thì biểu hiện đầu tiên đó là tự nhận thức. Tất cả những thằng mà ảo về mình đó là ngu xuẩn tuyệt đối về về cảm xúc. Do không nhận được mình cho nên tung ra các quyết định ao ạt rồi lấy mình làm chuẩn. Thì tự nhận thức về cái gì? Thứ nhất, mình là ai, mạnh yếu của mình. Ít kẻ làm được lắm, mà giám đốc không làm được, điển hình của thất bại. Thứ ba, hiểu được vai trò của cảm xúc. Mày để cho lính mày mất cảm xúc thì coi như đời mày toàn bộ xong phim rồi. Không có lý do, không có liên quan gì đúng sai cả. Và hiểu được là cảm xúc tác động thế nào trong lãnh đạo. Kinh lắm. Bạn làm hài lòng người ta, nó tác động đến khủng khiếp và đóng tác động đến suốt đời. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Người ta sẵn sàng tranh luận đúng hay sai với vợ, nhưng tổn thương cô vợ mà cái đúng sai ấy chả có ý nghĩa gì cả. Trong hạnh phúc gia đình chả có tranh luận. Là kẻ rất thông minh về cảm xúc vì nó tự nhận thức được vấn đề. Bây giờ kẻ thứ hai gọi là thông minh cảm xúc là yếu tố kiểm soát được mình. Vậy thì đầu tiên nhận thức đã, xong đến thứ hai là kiểm soát. Cái gì ạ? Biểu hiện định nghĩa của cái này đó là kiềm chế được
trước khi đúng sai các bạn ạ. Điều chỉnh được các hành vi có tính bột phát. Thỉnh thoảng có thằng nhận thức được nhưng không kiểm soát được. Bây giờ biểu hiện thứ ba của kẻ thông minh đó là động lực. Thế thì cái thằng thông minh cảm xúc ấy, nó ngu lắm về mặt IQ nhưng nó có động lực. Biểu hiện của động lực là muốn thành công vì nó là việc đáng làm, vì nó là việc đáng làm. Còn mọi cái thứ rẻ rách là những việc không đáng. Kẻ không động lực. Thứ tư của kẻ thông minh đó là sự cảm thông. Sự cảm thông là thế này. Đó là cái gì ạ? Quan tâm rất sâu sắc nhé. Quan tâm đến cảm xúc của người khác. Nó tìm cách để nó làm tổn thương con bồ nó, để trị con bồ nó. Một thằng rất ngu xuẩn về cảm xúc. Nếu có. Rất quan tâm tới cảm xúc của người khác. Đặc biệt khi ra một quyết định nào đó, hậu quyết định là các bạn thủ tiêu một quan hệ, thủ tiêu một con người luôn. Thì cái kẻ nó canh me được cái đó và nó chia sẻ được cái đau khổ ấy. Vậy thì trước khi chia sẻ, trước khi quyết định, nó rào rất kỹ và thậm chí không rào quyết định nữa. Một câu nói của các bạn, một cái phất tay của các bạn đem lại cho cảm xúc người khác hoặc vui mừng hoặc đau khổ suốt đời. Tại sao mày gặp mày cứ ngồi mày xía người ta, mày chê người ta là sao? Cứ gặp người ta là nhận xét là sao? Vào nhà người ta chơi thì ít, nhận xét đồ đạc người ta nhiều. Sao mày ngu thế? Và đặc điểm cuối cùng đó là yếu tố kỹ năng xã hội, chỉ số CQ đấy. Kỹ năng xã hội. Biểu hiện của kỹ năng xã hội đó là quản trị được các mối quan hệ, không bị động, nghĩa là mày dẫn dắt cái quan hệ ấy theo ý mình chứ không phải bị động với cái quan hệ ấy, nhưng tuyệt đối không để tuột quan hệ, nhưng quan hệ ấy không được dẫn dắt tao mà tao ở thế dẫn dắt mày. Vậy thì kẻ không làm được điều này, nó có biểu hiện đó là không giữ được quan hệ. Biểu hiện thứ hai, giữ được quan hệ nhưng bị động. Anh chị ạ. Cái thứ ba, không hề có quan hệ, ai chơi nó cũng té. Cái kỹ năng xã hội của anh quá kém, không có lý do để anh ngụy biện ở đây được. Một thằng có chỉ số thông minh cảm xúc kém. Thế thôi. Còn luyện bằng cách nào? Đợi tôi chuyên đề sau. Ok. Và điểm cuối cùng, PR là một pháp nhân. Mà đứng đầu PR là có một chủ tịch hội đồng kiêm tổng giám đốc điều hành luôn. Đó là anh Nguyễn Cộng Trọng. Và toàn bộ địa chỉ số điện thoại hiện, vì tôi nói ra xong các bạn cũng quên, hiện trên cái màn hình của phần giới thiệu này. Rất cảm ơn các bạn chia sẻ với tôi và cùng chúc nhau sức khỏe, cùng chúc nhau thành công, cùng chúc nhau hạnh phúc cho tất cả các mặt hoạt động, trên các mảng hoạt động của chúng ta. Xin chào. Trường Doanh Nhân PR.